Ồ, các bạn ơi, chúng ta đang ở trong một khu rừng rậm và nơi đây đang có những con khủng long rất là hung dữ. Wow. Ồ, mà những con khủng long này bắt chó ở đây nè các bạn, đó là những con ăn thịt mà nó bị ai bắt chó ở đây rồi. Rất những con khủng long rất hung dữ, có vẻ như là nó bị một phù thủy nào đó bắt và treo lên những cái cây như thế này để bọn chúng không thể đi ăn những con khủng long nhỏ khác nữa. Ồ, và những con khủng long nó đang bắt đầu quay qua gây hấn đánh nhau rồi các bạn ơi. Wow, và đây là con Indominus Rex, nó cũng cắn cái con Giga luôn, hai con khủng long cùng cắn vào một con. Ồ, con khủng long này quá là hung dữ đi. Nhưng bây giờ con khủng long Spinosaurus nó kêu ngăn lại, dừng lại đi. Rồi, thôi chúng ta hãy giải thoát cho những con khủng long này nào. Rồi, thôi đừng cắn nhau nữa, khủng long T-Rex, bỏ con khủng long Giga ra đi. Trời, đây, 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 tha cho khủng long Giga đi, tội nghiệp nó. Rồi, để ta cởi trói cho khủng long T-Rex đây. Ồ, con khủng long T-Rex này quá đẹp ha các bạn. Ui, cái miệng nó to chưa kìa. Wow, con khủng long Giga này bị treo một sợi dây màu đỏ và đây, nó đang uốn dẻo các bạn ơi. Ơi, được rồi, hãy để ta giải thoát cho ngươi nha. Tội nghiệp bị hai con khủng long kia cắn luôn. Ồ, con này có cái đôi mắt màu vàng khá là hay. Đấy, quá đẹp ha các bạn. Chúng ta đang được gặp ở đây là một con khủng long Indominus Rex nè. Và wow, mình sẽ giải thoát cho chú khủng long Indominus Rex này thôi các bạn ơi. Con Indominus Rex này là con Indominus Rex người toàn là gai kìa. Rồi, tiếp theo nào, đây con khủng long Spinosaurus tốt bụng đã ngăn cản hai con khủng long hung dữ kia lại các bạn. Đấy, con này có cái đầu đỏ và cái vây màu đỏ luôn. Rồi, tháo sợi dây màu trắng này ra nha. Ok, khủng long Spinosaurus tuyệt đẹp đây. Wow, có cái lưỡi rất dài các bạn ơi. Rồi, vậy là chúng ta đã giải thoát hết những con khủng long này rồi. Yeah! Xin chào, xin chào. Xin đón chào các bạn đến với khu vườn khủng long. Wow, ở đây mình đang thấy, wow, con khủng long Indominus Rex nó gầm lên. Một con Indominus Rex rất hung dữ ở đây. Và nó đang nhìn tới những cái con khủng long nhỏ bé bên dưới. Ồ, ở đây cũng có một con khủng long Spinosaurus rất là to đây các bạn ạ. Ta hãy lại gần xem thử con Spinosaurus này có gì hay nha. Ồ, một con Spinosaurus đầu đỏ có cái vây màu đỏ. Và sau tiếng gầm đó, hai con khủng long đã dùng sức mạnh nguyên thủy của mình đưa chúng ta đi tham quan khu vườn khủng long nào. No, mới đây mà con khủng long bay rớt rồi. Thôi, ở đây mình thấy có một con King Kong đây. À, đây là một con King Kong màu trắng tuyệt đẹp. Tiếp theo nào các bạn ơi, chúng ta hãy cùng xem. Ở đây là có con khủng long bay mới nãy rớt, đó là con Dimorphodon đây nhé các bạn. Wow, có con khủng long T-Rex màu xanh dương tuyệt đẹp các bạn ơi. Đây là một con T-Rex con thôi nha. Đây, 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 đây.
Qua bên đây tiếp nào thì chúng mình đang được thấy ở đây là con khủng long T-Rex. Ồ, một con T-Rex màu xanh nước biển này quá đẹp các bạn ạ. Rồi, ở dưới cái bụi cây đang có một con cá mập. Wow, một chú cá mập rất là đẹp đây các bạn ơi. Đấy, một con cá mập màu xám. Có vẻ như là cá mập thời nguyên thủy đó. Chúng mình nhìn lên trên cái chỗ trồng cây cao cao đây các bạn ạ. Đó là con khủng long trung kiên Osaurus đây. Wow. Rồi, nhìn sâu cho cái bụi này có vẻ như không còn gì nữa. Ôi, nhưng các bạn ạ, ở đây thì có con khủng long Ankylosaurus tuyệt đẹp. Có một cái bộ gai trên lưng rất là đồ sộ. Phía trên cao này chúng ta đang được gặp đó là con khủng long Apatosaurus cổ dài nè các bạn. Một chú khủng long rất là hiền lành luôn. Đó, nó có một cái cổ dài ơi là dài. Rồi, qua bên đây nào. Một con khủng long màu xanh lá cây. Thì là con khủng long Giganotosaurus đây các bạn. Tiếp theo nào. Wow, trên cái chậu cây này đây thì là một con khủng long Stegosaurus màu xanh lá cây, gai màu cam. Tiếp theo chúng ta thấy có một con T-Rex màu cam à. Một con khủng long T-Rex cam này có cái bụng da sần sùi. Wow, tiếp đây nào. Trên đây con khủng long Dimetrodon là một con Dimetrodon màu xanh lá cây có cái vảy cam. Nhưng đây có một con Dimetrodon nổi hơn nữa nè. Đây chính là con khủng long Dimetrodon màu cam hồng nha. Theo đây thì chúng ta đang thấy ở dưới chỗ mặt đất gần những cục đá này là một con khủng long. Đây chính là con Rhyosaurus đây các bạn. Con Rhyosaurus của chúng ta cách đi thôi. Khu vườn khủng long này còn mang đến một con tê giác. Cũng trong khu vườn khủng long có tê giác. Chắc là nó ghé chơi thôi các bạn ơi. Rồi, nhưng mà đây là một con khủng long rất là ngộ nghĩnh đây nè. Đấy chính là con khủng long Maiasaurus. Rồi, qua đây là một con T-Rex béo ú. Một con T-Rex mập tròn. Đó, con T-Rex của chúng ta cái màu nâu nâu cam cam nha. Wow, đây là chú khủng long Sinoceratops đã xuất hiện đấy rồi các bạn ơi. Con Sinoceratops màu nâu đây. Wow, đổ rồi. Các bạn ạ, chúng ta đang được gặp đó là chú khủng long Gigantosaurus. Ở đây có một con khủng long màu kiếm này các bạn ơi. Một con khủng long màu kiếm có tên khoa học đó chính là Parasaurolophus nha. Nhưng chúa sinh lâm đã xuất hiện tại đây ngày hôm nay rồi. Wow, chúa sinh lâm mà đánh nhau với khủng long thì không biết ai sẽ thắng đi ta. Rồi tiếp theo chúng mình thấy có con T-Rex đang leo trèo mém bí này. Đó, con T-Rex màu đỏ xíu đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn xem kìa, nó có đôi mắt màu đỏ luôn. Một cái hàm răng rất là đẹp. Có vẻ như người nó bị cháy khét bởi lửa hay sao, mấy chỗ đen đen kìa. Vậy, tiếp theo chúng ta đến đây thôi nào. Lên đây sẽ gặp được đó là con khủng long Velociraptor.
một cái loài khủng long rất là thông minh nha các bạn ơi. Một con Velociraptor màu xám. Có con T-Rex xanh lá cây đây các bạn ạ. Nó đang ở đứng gầm gừ lên. Con này nó có cái phần bảo vệ mắt của nó đấy kìa bạn ơi. Nó có một cái bộ khung bảo vệ mắt cho nó. Qua đây nào. Chúng ta hãy đến gặp chú khủng long Triceratops. Tam giác long có ba cái sừng rất là dài ở đây nha. Có một con khủng long có cái bộ sừng rất đẹp. Và đây chính là con khủng long Amagasaurus. Trên tít ngọn cây cao. Wow, con King Kong nó đang leo trèo. Ây da, leo rất là cao các bạn ơi. Đúng là một cái loài linh trưởng mà leo rất là giỏi luôn. Con này là con King Kong màu đen nè. Và nó có 4 cái răng nanh luôn ha. Ghê nha. Qua đây nào các bạn. Chúng ta đang đến gặp những con khủng long đứng bên những cái mỏm đất đen. Và đây mình thấy có con T-Rex nâu. Rất là đẹp đây các bạn. Con T-Rex nâu của chúng ta ở đây. Nó có tiếng kêu nữa nè. Wow, cái tiếng kêu rất là hay. Nhưng có một con khủng long rất là đáng yêu. Đây chính là con khủng long Stegimoloch. Có cái đầu rất là cứng nha các bạn, hay còn gọi là khủng long đầu búa đó. Nó có một cái đầu có gai gai sừng sừng đây. Màu nâu rất đẹp. Con này nó cũng ăn thang máu lắm các bạn. Con nào ấy là nó hút ghê lắm. Tiếp theo chúng ta hãy đến gặp, đây là con khủng long, một con khủng long ở dưới nước là Elasmosaurus. Và con trung kinh Osaurus màu xanh này rất là đẹp. Con trung kinh Osaurus này có cái màu xanh lá mạ và những cái hoa văn quá đẹp luôn. Tiếp đến là một con khủng long Elasmosaurus nữa. Cái màu rất là đẹp các bạn, cái cổ rất dài luôn. Rồi chúng ta hãy đi qua đây và gặp được con khủng long Giganotosaurus này. Đây là một con Giganotosaurus rất là to. Và nó uốn dẻo, cái người nó ghê các bạn. Nó uốn dẻo luôn, ghê quá. Trong gương mặt rất là hung dữ nha. Chúng mình đến đây gặp được con này là một con khủng long cực kỳ là ngầu, cực kỳ là hung dữ. Đây là con Mosasaurus sống ở dưới nước nè các bạn ơi. Mosasaurus của chúng mình có đôi mắt vàng nữa kìa. Đây, có cái màu xám xám rất đẹp nha. Đây là có con cá mập các bạn ơi, một chú cá mập của chúng ta với những cái vây bơi to như thế này đây. Tiếp theo chúng mình để một con khủng long, cái người nó đang sáng lên à. Còn đây là một con khủng long Allosaurus, cái màu xanh neon nha. Cái màu xanh neon quá đẹp luôn. Bên đây chúng ta hãy gặp lại những con khủng long ban đầu nha các bạn. Đấy, quay trở về gặp con khủng long Indominus Rex của chúng ta đây. Đấy, nó gầm gừ được nữa, rất là ghê. Một cái đầu quá đẹp các bạn ơi. Những cái đầu người ta làm rất là tinh xảo luôn. Hey,
Chúng ta qua đây gặp con khủng long này chính là con Spinosaurus vây đen màu nâu. Ôi. Tiếp đến nào, chúng ta hãy gặp một chú khủng long ở đây, đó là con khủng long T-Rex màu xanh lá cây có đôi mắt vàng nha. Wow, nó còn những cái màu vàng vàng trên người nữa và hàm răng rất to và trắng đấy nè. Chúng ta đi qua đây. Một cái đôi chân màu xám. Và đây là một con Spinosaurus với cái vây hai màu cực đẹp, gồm màu hồng và màu xanh dương. Wow, có cái hàm răng các bạn cực kỳ sắc nhọn đây và cái lưỡi rất dài. Thôi, chúng ta tiếp theo hãy đến gặp được đấy là con khủng long Giganotosaurus màu nâu. Giganotosaurus màu nâu này có gương mặt khá là hiền lành ha, không có nhìn giống những con khủng long ăn thịt khác. Đấy, qua đây. Đây là một con săn mồi đột biến được lai tạo từ Indominus Rex và Velociraptor. Tên của nó chính là Indoraptor nè các bạn. Wow, một cái bàn tay to của mình, đó là những cái gai trên lưng của nó kìa. Tiếp theo chúng mình đến gặp con khủng long T-Rex màu xanh nước biển nè. Qua đây nào, tiếp tục, chúng ta hãy coi đi. Và một con Dilophosaurus xuất hiện màu xanh lá cây với cái vây cam cam, cái màu cam cam. Quá đẹp luôn. Wow, và một con Herasaurus xuất hiện. Một con Herasaurus màu đỏ nâu và cái hàm răng rất là sắc nhọn kia kia. Đấy, các bạn thấy những hoa văn không? Đủ mọi gọi là hoa văn hình thù ha. Wow, và rồi một chú khủng long Giganotosaurus gầy còm chơ xương đấy rồi. Và video ta đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.